Trời, ai mua? Nói mà ngoại ai mua? Nói tiếng Việt ngoại mới hiểu. Ba con mua. Ba con mua. Mà con thấy đồ này đẹp không? No, it's not. À, không đẹp hả? Cái đồ này làm sao? Nó nói là ba nó mua đồ sai rồi. Đồ này đâu có phải là của con gái đâu. Đồ này của con trai rồi. Mặc đồ y như là hấp hấp không? Còn đây, con nói đi, xấu quá à. Xấu quá à. Xấu quá à. Ow. Hả? Ba, tại vì ba nó mua đồ ít rồi đó, coi cho nó mặc cho nó thoải mái, coi được đời không? Ai biết con ăn rồi, con phái nhảy hip hop quá, ba phải mua đồ đó chứ sao? Con nói đi, xấu quá à. Xấu quá à. Dậy đi thôi nào dậy bạn ơi. À, nô nôi hả? Thôi mẹ mày, ủa mày làm nôi để cho con dậy mà. No. Ôi, trời. Trời ơi, nó mặc cái bộ đồ. Cô chú, nó mặc cái bộ đồ của bà nó mua cho nó đó cô chú ơi. Đó, nó dậy được chưa? Nó nhỏ dậy được không? Dạ. Dạ, nó. Trời ơi, nó ngủ mà nó tỉnh dữ lắm nha cô chú. À, bây giờ là hiện tại là 20 phút nữa là tới 11 giờ sáng rồi đó. Mà nó còn chưa có triều đại nữa đâu chú ơi. Hồi sáng này lúc mà 9 giờ sáng á, cái ba nó dậy trước á, cái hả ba nó nói nhỏ gì với Ngọc á. Vậy mà nó cũng nghe, nó dậy đó nói: "Ba đi đâu vậy ba?" Phải không con? Trời ơi, vậy mà nó nghe đó, nó hỏi: "Ba đi đâu vậy ba?" Cái ba nó nói: "Ba nó đi ra chỗ kia làm." Cái nó đứng dậy, trời, nó đứng dậy liền, nó đang ngủ mà nó đứng dậy liền, cô chú, nó chạy lên nó ôm ba, nó nói bye bye ba, rồi cái nó nằm xuống nó ngủ tiếp tới giờ nè. Trời ơi, coi nó nhiều chuyện dễ sợ thiệt chứ. Nó ngủ rất là tỉnh nha cô chú nha. Ngủ tỉnh được lắm mùa đúng. Không bao giờ mà cô chú nghe nó nói chuyện cái giọng nhựa nhựa giống như em bé vậy đó. Lúc nào nó cũng nói chuyện y như là đang lúc nó thức vậy đó. À, không nói chuyện nữa. Mỗi lần nó đang ngủ mà có khi nó thèm sữa. Nó dậy nó nói. Nó khiều Ngọc nói: "Mẹ, mommy, I want some sữa, please." Trời ơi. Mà hả, cái chữ từng chữ Ngọc tưởng là nó dậy từ hồi thời đời thở nào ấy, chứ không phải là đang vừa ngủ mà vừa nói đâu. Ngộ vậy không biết. Trời, Ngọc đây mà Ngọc dậy rồi mà Ngọc còn á hả, nói chuyện á hả, mở miệng ra nói chuyện không đổi luôn á. Còn nó là nó dậy là nó mở miệng ra nói chuyện như bình thường à. Dậy đi thôi nào. Tới giờ dậy đi bơi rồi kìa chứ bị khoai ạch gì nữa. Nó muốn đi bơi. Hồi nãy mới nó muốn đi bơi, giờ nó không muốn đi bơi nữa hả? Để mày kể cho con nghe. Hồi nãy á, đây là mày kể cho nghe. Hồi nãy á, mày dậy sớm hơn con. Cái mày ra mày ngồi. Cái mày thấy bà già mới đi ngang qua. Cái bà cầm cái bao. Cái xong mày nói bây già, con mẹ nói già, dạy đâu già. Cái xong mày cái bà nói đi bắt nít. Trời ơi ghê không? Tôi thấy ghê không? Cái xong rồi cái mẹ bà hỏi chay đâu rồi? Cái mày nói chay còn ngủ già ơi. Cái bà hỏi bữa giờ nó có quậy không? Cái xong rồi cái mẹ nói không già ăn dây nó không quậy. Cái bà nói nếu mà cha con chay nó quậy giá hả, kêu bà già vô nghe chưa. Đó, bà già mới nói vậy á. Thì ghê không, cô sợ không? Không sống sợ hả? À, trời ơi, sợ không? Sợ bà già không? Mommy. Gì? Sao? Sao? Con make noise. Thôi vậy kìa, ba về rồi kìa. Ba về rồi kìa. Vậy đi đánh răng xong rồi mày mặc đồ bơi vô đi bơi. Trúc xuống ghề sáng sớm đi bơi. Bơi xong mà cái mẹ nói ba chở cho con vô tiệm Starbucks để mua cho con cái bánh bagel ăn ha. Ha. Hay là ghé Starbucks mua gì ta? Mua cheese Danish. No. Hay là mua eggs and bacon? No. Yeah. Okay. Okay. I don't want this. I don't want it because it's pokey, mommy. Thịt nào pokey? The one, the little one. Cái nào? The little one. Đó, ba về đó. Thấy chưa? Đã, đó. Trốn hả? Trốn hả? Ờ, ba về trốn cô chú rồi, trốn. Daddy, JD, I don't know where JD at. Yeah, thằng chay đi đâu mất tiêu rồi. Không biết nữa. Yeah, she doesn't want to go to swim class. Oh, well, that is too bad, because it's 10:45, and the class is at 11:30.
Nè, lại lên đây con, 11 giờ rưỡi có lớp, giờ 10 giờ rưỡi 45 rồi kìa. Dậy đi thôi, nào dậy bạn ơi. Chim hót vàng đón em chạy chạy. Dậy đi chạy, ta nằm ta. Not loud noise. Trời ơi, có đít muốn giọng có đít quá thôi á. Dậy. No funny loud noise. Không có làm đâu. Trời ơi, nó nói mẹ mẹ mày đừng có nói lớn quá, con không có thích tiếng lớn, con chỉ thích tiếng nhỏ thôi. Lúc nào mà Ngọc giỡn với Ngọc ơi nói lớn lắm. Ủa trời ủa trời ai hả? Lucky Daddy, remember when you sleep in mommy's foot? Yeah. À, đúng rồi. That's where Lucky likes to sleep. Đó, hồi sáng này lúc mà 9 giờ á, nó sang xe che mà nó dậy, nó còn nói vậy nữa đó. Nó nói mẹ mẹ, mày nhớ Lucky ngủ chân mẹ không mẹ? Nó, trời ơi. Lạnh ghê á. Ngủ còn đang xe che mà còn hỏi cái câu đó nữa. This way. Like, just like a cousin. Don't pet him backwards. He doesn't like when Lucky tên gì á con? Con ơi, Lucky tên gì á? Lucky. À, Lucky tên Lucky hả? Ồ, mẹ tưởng Lucky chỉ là cái tên thôi chứ. Daddy, what is Lucky name? What's Lucky's name? Lucky. Yeah, of course. Oh, Lucky là tên Lucky hả con? Còn mẹ tên gì? Mom. Mẹ tên gì? Is mom saying Lucky weird? No, what's mommy name? Mom, you already name. You already, of course you know your name. Mẹ biết, mẹ tự biết tên mẹ ra hả? Uh-huh. Lâu lâu mẹ quên, con nhắc lại giùm mẹ đi. Bông ạ. Đúng rồi. Trời ơi, nó nhắc tôi mới nhớ cái tên tôi, nó thêm muốn ngạc đó. Bữa giờ tôi tưởng cái tên tôi là tên mẹ không à. It's okay. Hả? À, trời ơi, muốn ngạc. Trời ơi, muốn đánh không đánh quá trời trời ơi. Thôi mày giỡn mà. Did mommy spank you? No, mommy spank like a loving spank. Mm. Yeah, đúng không con? Mẹ đánh yêu, đánh thương chứ không phải mẹ đánh thiệt đâu con ha. Lucky's like, oh, okay, Daddy, God. Let's go. Đi. Daddy. Ba bồng con, lẹ lên, đi. Now that you're up. Daddy, let's get in your back. Go, baby. You want to get on my back? Baby, every time you spray your perfume and then you pitch it on. Có hai cha con nó kìa. Dạ, bữa nay quay cho cô chú một coi một cái protein. Protein. Okay. JD, you know what time it is. Thôi ủa đặng mẹ kìa, đặng mẹ thôi đừng đặng mẹ nữa nha. Lần tha mẹ thả cẩn thận nữa nha. Nha. Ôi trời, em đe đúng. Đâu có bị kẹt tay đâu. Đâu có bị kẹt tay đâu mà hay nước mắt hay giọng. Đâu có bị kẹt tay đâu mà nước mắt hay đọng. Đây. Ủa rồi, đây mẹ đến bạc, lên bạc. Ủa rồi, đây mẹ đến bạc con na. Đây mẹ lấy mẹ lấy bằng chải đánh răng cho con na. Sao ạ? Đá đi. She doesn't want me. Daddy, you need to use the sunscreen one a day. You have to use the sunscreen on here one a day to experience yourself. Oh, the clear, the naked one? No, all of it. No, the daddy, nah, nah, she doesn't want me. Oh, my gosh. Why are you crying, baby? Mommy pinched my finger. Chưa hồi được cái xạo. Mommy pinched your finger. Almost. It was just a mistake. Say sorry, mommy. I already said sorry. Oh. Yo, cô nhớ cái răng của mình sần không? Cái gì á? À, cũng con nó còn đẹp ha. Cái gì á? Bộ đồ bị cho con trai đúng rồi. Ba mua bộ đồ kỹ. Mà con nhớ đánh cho kỹ nha, con nhớ cái răng của mình sần không? Cái răng của Vincent sao là con đáng phải kỹ cái chỗ mà răng Vincent. Yeah, Vincent have cavities, Daddy. Mm-hmm. Vincent have cavities. Nó nói Daddy, Vincent have cavities. Là bị sâu ăn răng á. Ghê gớm không? Vincent didn't brush his teeth, Mommy. How Vincent có brush teeth nhưng mà brush not enough. Mm. Brush không đủ. Vincent brush hả? Với lại không biết sao cái dạng răng của Vincent á hả, nó dễ bị siết ăn răng lắm. Nên là con thấy như vậy là con phải rút cái kinh nghiệm cho bản thân nghe chưa. Con phải đánh nhiều hơn nghe chưa. Một ngày mình đánh răng mấy lần. Nó đánh xong rồi nó còn chà lưỡi nó nữa cô chú. Nó còn chà lưỡi này nè. Nó còn chà lưỡi nữa để cho con ha.
À, để đó đi. So you use the sunscreen one a day so we can experience the whole day. Mm-hmm. So just pick one and use for the whole day. Bring it with you. Like today, you use this and I use this. Then tomorrow, which? Con muốn xài loại nào? Muốn xài loại nào? Con muốn xài loại nào? Mai mình có nhiều lắm. Xong rồi cái hả? Mai chạy đầu ha. Chạy đầu cho con. Để mình lấy đồ sạch mình chạy đầu. Stop. Đừng dẫn mặt nha, dẫn mặt ra đập á. Okay, 2 minutes. Chưa, JD is not done yet. Con JD chưa xong. JD is not done yet. Con chưa xong, hồi nãy giờ mẹ chưa thấy con đánh cái gì mà cho nó kỹ lưỡng hết á. JD's done. No, no, but the way she brushed her teeth, she had to do it double. Mm. Bây giờ con phải làm hết cái cây này con mới xong. Răng trong, răng ngoài đồ đàng hoàng cho mẹ. Con làm không có kỹ. Baby, 2 minutes. On the top and 2 minutes on the bottom. Mm. So it had to be 4 minutes. So you don't have cavities. Yeah. Like Vincent. 2 phút á, là 2 phút cho hàm trên, 2 phút cho hàm dưới. Chứ không có phải mà 2 phút cho tổng cộng nguyên cái miệng đâu. Thôi giờ đúng là cái xịt cái đó vô quá hả, cái tóc của con nó mượt hơn và dễ chảy hơn luôn á trời. Rồi chút nữa đi bơi giỏi nha, ba chở con đi nha. Baby, I'm gonna go to the market. Okay, it's fine. I'm gonna take Daddy there and then once you come home, I'll go to the gym. Yeah, then I'll cook. And then you cook and then when I get done from the gym, come then home. Then you go ship all the stuff out? Yeah. I see you got a couple new ones this morning. Yeah, just... That's okay. I'm gonna drop it off. Oh, you're on your way to the market? Yeah. Don't forget this time. Nhăn răng ra, nhăn răng ra, xong ngoài nhăn răng ra. Yeah. Keep brushing, baby, keep brushing. Rồi, ok. Not done. Rồi, chưa xong thì chừng nào nó đợi chừng nào cái này xong nó mới dám xong. Trong ngoài răng ra đây cho mẹ, lẹ lên. Yeah, nhăn răng ra. Hàm trên nữa, là cái hàm trên là để mẹ đánh cho, mấy phút cuối mẹ đánh cho. Mẹ phải mẹ đánh mới sạch, chứ con đánh không sạch. Con sẽ có độc lắm á. Hàm trên nữa, lẹ lên. Daddy, which swimsuit do you want to wear today? Okay, this is the same as the carpet. Which one do you want to wear? Đang mặc đây đi. Rồi, okay. It's too heavy. Too heavy? Which one you want to wear today, JD? I want to wear the heart one. The heart one? Okay. Rồi, lẹ lên. Rồi, sao sao sao. Đây, 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 rửa mặt lắm. Trời ơi, con này nó rửa mặt nó lại đi rồi, đi vô phi phì, lẹ lên. Trời ơi, lấy khăn chùi luôn cho sạch vậy sao. Lấy khăn chùi sạch lắm cô chú. Rồi, đi nha, rồi bắt đầu đi nha.